Bản tin Bộ Y tế tối 16 tháng 11 cho biết, tính từ 16 giờ ngày 15 tháng 11 đến 16 giờ ngày 16 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.650 ca nhiễm mới. CDC Bình Thuận đăng ký bổ sung thông tin cho 609 ca nhiễm trước đó. Như vậy, tổng số ca dương tính COVID-19 được công bố trong ngày 16 tháng 11 là 10.259 ca. Cũng trong ngày này, có 6.481 ca khỏi bệnh. Bản tin Bộ Y tế cũng thông báo về 87 ca tử vong tại 18 tỉnh, thành phố, nâng tổng số ca tử vong lên 23.270 ca. Thông tin về 10.259 ca nhiễm mới như sau: 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 9.641 ca ghi nhận trong nước, tăng 1.038 ca so với ngày trước đó tại 59 tỉnh, thành phố. Có 4.369 ca trong cộng đồng, gồm thành phố Hồ Chí Minh 1.183 ca, Tây Ninh 683 ca, Tiền Giang 671 ca, Đồng Nai 631 ca, Bình Dương 607 ca, An Giang 482 ca, Bình Thuận 439 ca, Đồng Tháp 392 ca, Sóc Trăng 343 ca, Cà Mau 340 ca, Bạc Liêu 328 ca, Kiên Giang 324 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 300 ca, Vĩnh Long 291 ca, Bình Phước 199 ca, Trà Vinh 194 ca, Bến Tre 185 ca, Cần Thơ 158 ca, Hà Nội 158 ca, Khánh Hòa 150 ca, Nghệ An 145 ca, Hà Giang 122 ca, Thái Bình 106 ca, Long An 100 ca, Hậu Giang 96 ca, Đắk Lắk 88 ca, Lâm Đồng 84 ca, Bắc Ninh 81 ca, Nam Định 73 ca, Thừa Thiên Huế 70 ca, Quảng Nam 61 ca, Bắc Giang 60 ca, Thanh Hóa 52 ca, Gia Lai 50 ca, Bình Định 48 ca, Đắk Nông 44 ca, Ninh Thuận 35 ca, Đà Nẵng 34 ca, Quảng Ngãi 32 ca, Hải Dương 29 ca, Tuyên Quang 27 ca, Quảng Trị 22 ca, Quảng Bình 18 ca, Quảng Ninh 15 ca, Phú Thọ 14 ca, Phú Yên 11 ca, Vĩnh Phúc 11 ca, Lạng Sơn 9 ca, Hưng Yên 9 ca, Điện Biên 8 ca, Hà Nam 7 ca, Hà Tĩnh 7 ca, Cao Bằng 4 ca, Kon Tum 3 ca, Lào Cai 2 ca, Hòa Bình 2 ca, Thái Nguyên 2 ca, Sơn La 1 ca, Yên Bái 1 ca. Ngày 16 tháng 11, CDC Bình Thuận đăng ký bổ sung thông tin cho 609 ca nhiễm đã được lấy mẫu từ các ngày trước đó tại Bình Thuận. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm An Giang giảm 178 ca, Hà Nội giảm 81 ca, Long An giảm 36 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm Tiền Giang tăng 171 ca, Cà Mau tăng 125 ca, Bà Rịa Vũng Tàu tăng 122 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.557 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.045.397 ca nhiễm, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 10.609 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.040.346 ca, trong đó có 868.180 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Yên Bái, Bắc Cạn. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm thành phố Hồ Chí Minh 449.776 ca, Bình Dương 244.720 ca, Đồng Nai 79.262 ca, Long An 36.772 ca, Tiền Giang 21.951 ca. Về tình hình điều trị, theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.481 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 870.997 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.101 ca. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ 2.813 ca, thở oxy dòng cao HFNC 796 ca, thở máy không xâm lấn 115 ca, thở máy xâm lấn 366 ca, ECMO 11 ca. Từ 17h30 ngày 15 tháng 11 đến 17h30 ngày 16 tháng 11, ghi nhận 87 ca tử vong tại 18 tỉnh thành phố, gồm thành phố Hồ Chí Minh 35 ca, Bình Dương 7 ca, Long An 6 ca, Bạc Liêu 6 ca, Đồng Nai 5 ca, Cà Mau 5 ca, Tây Ninh 3 ca, Đồng Tháp 3 ca, Bình Thuận 3 ca, An Giang 3 ca, Sóc Trăng 2 ca, Tiền Giang 2 ca, Kiên Giang 2 ca, Gia Lai 1 ca, Vĩnh Long 1 ca, Khánh Hòa 1 ca, Bến Tre 1 ca, Hậu Giang 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 83 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.270 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 166.888 xét nghiệm cho 238.597 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 24.353.066 mẫu cho 64.714.626 lượt người. Trong ngày 15 tháng 11, có 1.089.217 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 100.862.898 liều. Trong đó, tiêm một mũi là 64.767.521 liều, tiêm mũi 2 là 36.095.377 liều.